Hello cô chú nè. Phụ mẹ đi, phụ mẹ lấy cái cây đây. Mẹ ơi, hù, cái này nó bị... Sao? Sao cô mẹ nó còn nhớ nữa mà cô không biết gì rồi. Hôm nay là Duy với Ngọc phụ mẹ trên cái cây. Rồi Ngọc lấy cái cây phụ mẹ đi, Ngọc ngắt ra từng cái lá như vậy nè. Cho mẹ, đi chút nữa mẹ sẽ để ra trong đây. Đó, biết không? Ngọc ngắt ra cho mẹ đi. Chút nữa mẹ sẽ chìm ra trong đây. Thì con ngồi đây, mình đi với mình có cái nhỏ không? Dạ có. Vậy không? Kêu con Ngọc lấy cái nhỏ lên đây đi. Con Ngọc ơi. Rồi Ngọc vô đây. Ngọc lấy phụ mẹ đi con. Ok. Rồi ngồi đây ngồi, hai chị ngồi đây phụ mẹ nè. Cái này nó còn chưa hiểu nè. Tại vì nó còn nước. Đây Nhi với Ngọc hôm giờ sẽ phụ mẹ chưng trái cây chuẩn bị cho ngày rằm tháng 7 là lễ Vu Lan. Nhi ngồi xuống nè con cho nó khoái nè. Thôi chị ngồi đi. Thôi chị chuẩn cái cây đó đó. Cái là chị ngáo. Ngồi đây nè, con nhìn nè. Nhi. Dạ. Con ngồi xích vô đây đúng rồi. Con bỏ táo. Con mà đưa cho mẹ nha. Dạ. Rồi. Lấy không? Không, để bên đây nè, hai chị em lấy qua cho mẹ. Hai chị em lấy đi cho mẹ. Để mẹ cắm lên. Nè. Nè, cái hồng này Ngọc. Dạ, Ngọc mới nhìn gì luôn đó mẹ. Ủa sao mẹ nhìn dữ vậy? Đưa mẹ, đưa cho mẹ trái táo, cho mẹ trái táo đi. Hai chị em phụ mẹ đưa cho con mẹ trái táo. Con làm cái này nha mẹ. Hả? Con không có biết làm đâu. Học đưa cho mẹ để mẹ làm. Chị Kiều Ngọc đứng lên lấy kìa, lấy kéo kìa, xong rồi cắt phân cho mẹ đi. Giờ lại đây mẹ. Đúng rồi, con cắt lá cho mẹ. Nhà mới cho 20 cái lá đi. Đây mẹ lấy cho, đây mẹ lấy cho. Rồi cắt lá ra để chút hồi mẹ sẽ cắm cho trong đây. Mẹ cắt rồi mẹ ơi. Rồi nè cái Ngọc nè, Ngọc cắt ra xong rồi cắt ra để cho đây cho mẹ nha. Dạ. Nè chị Hai cắt ra xong rồi chị Hai để đây cho mẹ nè, cắt những cái bự bự gì nè đó. Ủa không, cắt bự lên, con cắt như nè, cắt nguyên cái cây giống đó như vậy nè. Đúng rồi, xong để đây cho mẹ. Đúng rồi mẹ, đúng rồi, giỏi lắm ta, sao hay dữ vậy ta, con biết mà. Ủa con cũng biết mà. Đúng rồi, con mẹ đứa nào cũng biết hết trơn á. Ủa, biết không? Kiếp có biết làm không? Hai con? Kiếp. Không, kiếp nó dở lắm. Kiếp đâu biết làm đâu, kiếp chỉ nó phá thôi à. Để nó nắm ra. Ngọc có biết làm không? Nhi con ngồi xếp quay này Nhi. Mẹ đi cái táo cho mẹ đi, đưa được táo cho mẹ. Con cắt cô nó. Mẹ lấy con nhìn cái màn hình kìa, con ngồi kìa, coi chừng nó che con kìa. Biết không? Đó. Dở quá ta, bọn Ngọc làm xong chưa? Ừ. Cái cây của mẹ đâu rồi? Mẹ đừng có cắt lá nha. Hai chị em để lên đây cho mẹ, đúng ủa, rồi. Sao mẹ cắt rất nhiều quá vậy? Cái nào? Cái nhiều á. Đúng rồi, phải cái nhiều thì mẹ cần nhiều mà. Vậy sao mẹ táo ít vậy mẹ? Thôi mẹ chỉ thương hai dĩa thôi. Mẹ con cắt nhiều. Hết sức mạnh rồi. Hết sức mạnh rồi hả? Giỏi với ta, không giỏi dữ vậy ta. Không biết phụ mẹ luôn. Không hay dữ vậy ta. Đó. Mẹ con bắt mẹ hết luôn vậy đó mẹ. Mẹ có dạ. Đúng rồi, được rồi, đó, đúng rồi, để cho mẹ. Cắt mà có một cái cây thôi em học. Cắt mà có cái cây đó là được rồi đó. Wow, mẹ ơi nhìn của con nè. Giỏi dữ vậy ta. Mẹ này tranh thủ nè. Hai đứa làm nhanh hơn mẹ luôn rồi đó. Mẹ coi tôi làm sao không nha. Ok. Mẹ ơi, của con còn chi miếng này thôi nha mẹ. Xong rồi qua cắm cho ngoại nữa nè. Ủa mẹ sao con làm nhanh hơn Ngọc với mẹ vậy? Tại con giỏi. Ủa Ngọc cũng giỏi nữa. Ngọc là nhanh hơn mẹ luôn á. Ừ. Ngọc làm xong chưa? Tại Ngọc nhiều hơn. Ủa sao cô chị nhỏ hết vậy? Hả? Sao cô chị nhỏ hết vậy? Xong rồi mẹ thầm một cây. Chị nhiều mà chứ ít đâu.
ơn cô chú. Cô chú xin lỗi cô Hiền à. Mẹ ơi. Cô chú khen quá trời, mẹ Ngọc cái gì giỏi quá kìa. Ngọc có hụt cái, ê Nhi có hụt cái bài một kiền ly chưa? Yeah, right. À, con hát cho cô chú nghe kìa. Con hát cho cô chú nghe đi. Nè. Nhi hụt luôn á cô chú, Nhi giỏi chưa? Ủa mẹ, nhưng mà con cũng sẽ có gì con mới nhớ. Chị mẹ mở, mẹ mở sơ sơ cho con hát nha. Dạ. Yeah. Ok. Nghe nhẹ nhẹ hát nha. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ Nhi sẽ hát cho cô chú nghe nha. Bài một kiền ly nha. Hay hay. Trời ơi chị ơi chị ơi, chị nói hay đó rồi, chị hát không hay đi nha tôi nha. Hát lớn lên. Có câu chuyện. Nè, sao lại hát con kìa, không thấy con gì trơn á. Phải vượt qua ngàn sông gió để cứu mẹ. Chờ mẹ thơ là con thấy mẹ lâu rồi nên nhớ bà con ôm mẹ nước mắt con giữ nhà con sẽ giữ mãi bông hoa màu đỏ thắm ngày chúng người cảm ơn mẹ đã cho con bao tháng ngày. Rồi ra lấy mẹ cái trái kia lên không? Lấy cho mẹ cái trái kia thôi. Ủa còn cái của mẹ nó bị rớt rồi ta. Nghe cho mẹ. Trời ơi nó rớt. Ok cảm ơn không nhiều nha. Ủa còn một trái nữa, rớt ở dưới không? Nói với mẹ coi có rớt ở dưới không? Dạ không mẹ. Ok. Mẹ nhớ tắm nhăn nha. Sao? Mẹ nhớ tắm nhăn. Ủa mẹ Ngọc là cái thứ mấy rồi mẹ? Cái gì vậy? Mẹ ngồi có cái máy rồi mẹ. Sao cho con hiện cái rồi mẹ chứ? Ủa sao mẹ cho con nhiều vậy? Hả? Nào mua cho hai cái rồi. Cho kẹo nè. Mẹ. Chắc kẹo hay gì? Giờ đợi mẹ xíu, mẹ sẽ cho con. Ủa mẹ sao chị không đãi gì mẹ? Ta con một cái ta kẹp hai. Được, lấy đi con, hai lấy hai đứa lấy phụ mẹ đi. Mẹ nó nhiều quá, con để dưới đất nha mẹ. Ok. Lấy phụ mẹ đi. Hôm nay thật là một ngày bất ổn. Rồi và đây là thành quả Nhi với Ngọc đã phụ mẹ đây nha cô chú nha. Cô chú cho ý kiến là hả Nhi với Ngọc phụ mẹ xem có đẹp hay không nha. Nãy giờ Ngọc có phụ mẹ không? Hả? Ngọc có phụ mẹ không? Có mà. Ngọc cắt lá mấy trái vậy mẹ? Đúng rồi, Ngọc cắt lá phụ mẹ cho mẹ làm. Mẹ trang trí được hai dĩa trái cây để mà hả vô cho Phật. Bây giờ hai chị em bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.